thân ở trong trời đất phải thuận với tự nhiên, tuân theo thiên ý, đừng đợi đến lúc bất lực mới thuận theo tự nhiên. Bài học khó nhất cuộc đời chính là biết sống thuận với tự nhiên. Đời người tựa như nước chảy, mây trôi, những thứ đã qua giống như nước đổ khó hốt. Điều chúng ta có chính là hiện tại. Hãy học cách chấp nhận hiện thực, bình thản thong dong sống với sự đời. Nhân sinh tựa như một hành trình leo lên ngọn núi cao, vô cùng treo leo và nguy hiểm, đặc biệt bất cứ lúc nào cũng có thể bị lầm đường lạc lối. Vì thế, những người muốn lên tới đỉnh cao thì thật sự cần phải có ánh sáng soi đường, dù chỉ một ngọn đèn, một đốm lửa nhỏ hoặc bất kỳ cái gì đó có thể mang lại ánh sáng. Người chỉ vì một chút huy hoàng trước mắt mà tự mãn thì lại càng khó thành công. Ngược lại, những người có thể lên đến đỉnh cao thường là những người thong dong, bản thân chỉ tìm kiếm sự tĩnh lặng. Sự nghiệp đối với họ là trách nhiệm và sứ mệnh. Người tĩnh tại, sau khi đã ba chìm bảy nổi, chứng kiến cảnh thế sự tranh đua thì hàm dưỡng mà họ có được sau những năm tháng cực khổ rèn luyện sẽ thể hiện xuất ra ngoài một cảnh giới bình thản thong dong, tự do tự tại, không màng dinh nhục, tùy kỳ tự nhiên, ngoại cảnh tốt xấu gì cũng không thể tác động đến họ. Tĩnh tại khác với lạnh nhạt thờ ơ, cũng không phải là tiêu cực. Nó là một loại bình hòa, một loại thanh thản, một loại nguyên tắc, một loại phẩm chất. Tĩnh tại là bình thản trước những được mất, bất động trước phồn hoa, khi suôn sẻ không tùy tiện, gặp trở ngại không tiêu trầm, điềm tĩnh như khói mây, vững chắc như bàn thạch. Tĩnh tại cũng bao gồm trong đó sự chất phác, bao dung, nhiệt huyết, hùng dũng và nghĩa khí. Trong xã hội cạnh tranh kịch liệt, ai cũng phải tìm một phương thức sinh tồn phù hợp, đáp ứng những nhu cầu của mình. Mình thì sẽ là của mình, cái không thuộc về mình thì có tranh giành cũng không được. Chỉ quan tâm tu dưỡng bản thân, nỗ lực hết mình trong mọi việc, tất cả còn lại là thuận theo tự nhiên. Con người tồn tại giữa đất trời, mỗi ngày đều có đủ loại ý nghĩ. Làm thế nào để nhìn nhận ra suy nghĩ của chính mình? Trong cuộc sống hằng ngày đối mặt với đủ loại sự việc, làm sao để có thể luôn giữ tâm trí bình tĩnh? Trong hiện thực nhiều cám dỗ, quân tử xưa lựa chọn đạo nghĩa hay quyền lợi? Nhà tư tưởng Lữ Khôn thời Minh trong Thân Ngâm Ngữ đã ghi chép lại những điều mà ông tâm đắc trong đời, có thể mở ra một lối dẫn dắt cho chúng ta ngày nay. Con người cần thuận theo đạo lý trong trời đất. Lữ Khôn cho rằng người mà mang một trái tim không ngừng dương lên, bất kể ngày đêm, muốn chạm tới nơi thuần khiết nhất, quên cả tử sinh, đó mới là khí phách của quân tử. Con người tồn tại giữa đất trời, không thể làm mọi thứ theo ý muốn của mình, cần thuận theo tự nhiên. Một người không phóng túng dục vọng, thuận theo thiên lý, nội tâm nhất định là yên tĩnh và hạnh phúc. Nhân sinh giữa trời đất, mỗi ngày đều đang suy tư, nhưng phải có đạo lý của suy tư. Mỗi ngày đều nói chuyện, phải có đạo lý của nói chuyện. Mỗi ngày đều giao tiếp với người khác, phải có đạo lý của giao tiếp. Mỗi ngày đều giải quyết công việc, phải có đạo lý của giải quyết công việc. Tất cả oán hận, cười vui, khóc than, thở dài, bệnh tật, nguy vong đều có đạo lý của nó. Những việc nhỏ còn cần có quy luật khách quan, huống chi dạng vật tự nhiên trong trời đất. Cho nên bắt đầu từ lúc còn nhỏ cho đến khi chết đi, từ đầu tới cuối duy trì ý chí không ngừng vươn lên, dù đêm hay ngày, hướng đến cảnh giới chí thiện thuần túy, quên đi bản thân, quên đi sinh tử. Cái này là đạo lý phản bổn quy toàn, là nguyên tắc làm người không thể khuất phục.
Nếu không như vậy, tùy tiện phóng túng, mỗi người đều muốn thỏa mãn dục vọng của mình, đó là bản năng của động vật. Làm người mà cũng như vậy thì không còn được coi là tinh anh trong dạng vật nữa. Có người hỏi, điều đó có gì quan trọng? Ta trả lời, có, nó quan trọng không chỉ ở tâm hồn, mà còn ở tu thân dưỡng tính. Tâm tồn tại thế nào? Nên tu thân dưỡng tính ra sao? Ta trả lời, nằm ở sự tĩnh tại. Chỉ cần đạt được cảnh giới tĩnh lặng, mọi thứ đều sẽ hợp nhất với đạo lý, mọi chuyện sẽ luôn đúng đắn. Ôn hòa nhã nhặn là một loại năng lực. Theo quan điểm của Lữ Khôn, tâm bình khí hòa, bốn chữ này nếu là người không có hàm dưỡng thì không thể làm. Người có thể khống chế tính nóng nảy của mình, đè xuống dục vọng của mình, sẽ biết cách giải quyết tốt rất nhiều chuyện. Mang một trái tim nóng nảy uể oải, chỉ có thể sống một cách hồ đồ đến hết cuộc đời. Tâm bình khí hòa, người không có hàm dưỡng sẽ không làm được điều này. Bản lĩnh là ở chuyện có thể kiềm chế sự nóng giận của bản thân hay không. Làm được điều này mọi thứ đều có thể giải quyết tốt đẹp, tất cả mọi chuyện đều sẽ vận hành suôn sẻ. Thủy khắc hỏa, tâm tĩnh tại như mặt hồ yên lặng, tâm sao động như ngọn lửa bập bùng, cho nên bệnh nhân khi tức giận thì nổi điên, đến khi thanh tĩnh lại rồi, không nhớ rõ trước đó đã xảy ra gì. Muốn làm người ta tỉnh táo lại, chỉ cần dùng nước mát lạnh, sự nóng nảy cũng dịu xuống. Người không có lửa thì không thể sinh tồn, nhưng lửa cũng có thể làm con người tử vong. Làm việc không có nhiệt tình không thể thành công, nhưng nóng tính cũng sẽ có thể gây ra thất bại. Chỉ có quân tử mới giỏi kiềm chế nóng giận, cho nên thể xác và tinh thần an khang, đức cũng từ đó sinh ra. Tâm tính hòa nhã, giọng nói dịu dàng vừa thốt lên, tựa như gió xuân lay cành liễu, mưa phùn tưới cây non, khiến người khác thoải mái dễ chịu, cảm động thông suốt. Mà sấm rung chớp giật, gió bão mưa sa lại tạo nên tổn thương rất nhiều. Nếu như đem dục vọng, tạp niệm của mình lắng xuống, có đạo lý nào mà chúng ta không thể thông suốt? Nếu đem chí hướng của mình mạnh mẽ khơi dậy, có việc gì mà ta không thể làm? Học giả ngày nay chỉ biết ôm trong lòng sự kiêu ngạo mà quan sát sự tình, mang tinh thần uể oải sa sút mà giải quyết sự việc, chẳng qua cũng chỉ là hồ đồ sống hết cuộc đời mình. Quân tử không sợ người, mà sợ thiên lý. Lữ Khôn nói, quân tử sợ trời không sợ người, sợ đạo đức không sợ hình phạt, sợ bất nghĩa không sợ bất lợi, sợ sống uổng phí không sợ tử vong. Ông còn nói, đắc tội với luật pháp còn có thể trốn tránh, đắc tội với thiên lý sẽ không có chỗ náo thân. Người quân tử sợ thiên lý hơn sợ pháp luật. Đại trượng phu không sợ người, chỉ là sợ vi phạm đạo lý, không phải cậy vào người khác, mà là cậy vào đạo lý. Nhân sinh rốt cuộc chỉ ở trong tám đạo lý này, thông suốt, ắt sẽ một đời hạnh phúc. Đời người có vô vàn những sự tình xảy ra hàng ngày khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Vận mệnh, mệnh chỉ có một thước thì không cách nào cầu một trượng. Tục ngữ xưa rất có đạo lý, không cần kháng cự vô ích, mọi thứ trời cao đã an bài xong cho bạn rồi, là như thế nào thì sẽ như thế đó. Tiền tài, tiền là vật ngoài thân, miễn là không bị chết đói thì không có gì đáng lo cả. Người khác ăn ngon, mình ăn dưa muối, cũng không phải điều gì quá kinh khủng. Họ mặc đồ đẹp, mình mặc đồ cũ, đồ ấm cũng như nhau, không có gì ảnh hưởng quá lớn. Tiền mãi mãi chỉ là vật ngoài thân. Địa vị,
địa vị, thứ đó cũng không là gì cả. Họ làm quan chức quyền quý của họ, ta làm bách tính bình dân của ta, cuối cùng cũng đều nằm trong quan tài như nhau. Không cần phải phân biệt chức vị cao thấp, ai cũng đều như ta, ta cũng như mọi người. Chỉ cần hợp pháp, có thể làm tới đầu thì làm tới đó. Chết vì sĩ diện là điều tuyệt đối không nên. Bạn bè, người muốn rời xa bạn, không nên cưỡng cầu, vì nếu cầu mà được, thì có lẽ người quay lại cũng chỉ là một tiểu nhân. Người thực sự có thể thổ lộ tâm tình, cũng không cần ngày ngày gọi điện thoại quan tâm. Mà quan trọng là khi đối phương gặp chuyện, gọi một tiếng liền có mặt, tận sức ra tay giúp đỡ. Chỉ cần như thế là đủ. Hôn nhân, nồi nào có dung nấy, dù là ai thì cũng đều có người phù hợp với mình. Lúc đầu nhất quyết phải lấy bằng được người đó, bây giờ thì cũng nhất định phải chấp nhận những khiếm khuyết của họ. Hãy nhìn nhiều vào những điểm sáng của họ, bởi vì nhân bất thập toàn, con người chẳng ai là hoàn mỹ. Gia đình, sẽ có những nốt nhạc không hài hòa vang lên cùng với những âm điệu xảo diệu, chắc chắn sẽ không có được một bản nhạc ưu tú. Nhưng quan trọng vẫn là bạn thưởng thức nó thế nào. Dù sao đi nữa thì người diễn tấu cũng phải yêu thích sản phẩm của mình. Con cái là một tờ phiếu gửi tiền vào ngân hàng mà Thượng Đế ban cho bạn, và đương nhiên không phải là tài khoản của bạn. Bạn cũng không biết mật khẩu, mà chỉ biết là phải gửi tiền vào trong đó. Khi nào có thể lấy ra sử dụng thì phải xem chủ nhân của nó. Còn mình thì đừng trông dậy vào đó, mà hãy coi như là hiến dâng. Cha mẹ là người tạo ra cho ta một tài khoản, mặc dù họ không nghĩ đến thu hồi phí tổn, nhưng bây giờ là thời điểm chúng ta phải hoàn trả gấp bội. Bởi vì có thể cho đến tận khi họ rời xa chúng ta vẫn không thể hoàn trả hết được. Cuộc đời chẳng phải chỉ có thế thôi sao? Càng muốn nhiều, càng cưỡng cầu càng không được. Sao không tận hưởng từng phút giây để thời gian chậm lại, đời người dài ra? Mỗi năm trôi qua lại cảm giác thời gian như nhanh hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có nhiều cách để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng ta dễ có cảm giác như thể cuộc sống vô tình trôi qua, bỏ mình lại phía sau. Khi chúng ta còn thơ dại, thời gian bước từng bước thong thả với những kỳ nghỉ hè dường như kéo dài vô tận, những học kỳ vất vả mà chúng ta chỉ mong sớm kết thúc. Thế rồi khi trưởng thành, thời gian ngày càng rảo bước nhanh hơn, có khi lao mình với tốc độ đáng sợ. Vừa mới tổ chức sinh nhật cho mình, rồi nháy mắt một cái là đến Giáng sinh, rồi Tết Nguyên Đán, mỗi năm lại qua nhanh hơn. Nhưng suy cho cùng đâu có ai bắt chúng ta phải cảm nhận cuộc sống theo cách quá vội vàng tất bật như thế. Chúng ta có nhiều cách để nếm trải thời gian, giống như trong điện ảnh vậy, lướt nhanh một số cảnh, nhưng cũng có thể cho chậm lại một chút ở những cảnh khác. Và bạn có để ý rằng dưới ảnh hưởng của các thuốc gây ảo giác, khi chúng ta bị chấn thương hay quá phấn khích, thì dường như thời gian trôi chậm đến phi thường. Vì vậy, hiểu được các quá trình tâm lý khi trải nghiệm thời gian, chúng ta có thể làm cuộc sống chậm lại một chút. Giảng viên tâm lý học người Anh Steve Taylor đã tổng kết trong cuốn sách Tạo Ra Thời Gian rằng hầu như ai ai cũng tuân theo một số quy luật về thời gian tâm lý. Thời gian dường như nhanh hơn khi chúng ta có tuổi. Còn khi chúng ta tiếp xúc với môi trường hoặc trải nghiệm mới lại thấy thời gian chậm hơn. Vậy có thể nhận ra rằng việc chúng ta cảm nhận về thời gian như thế nào có liên quan đến lượng thông tin mà não bộ xử lý, nhận thức, cảm giác và suy nghĩ. Não bộ tiếp nhận càng nhiều thông tin,
thì chúng ta càng có cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp. Đối với trẻ em, thế giới là một nơi hấp dẫn, đầy những trải nghiệm và cảm giác mới mẻ, thế nên tuổi thơ dường như kéo dài vô tận. Còn khi già đi, chúng ta ít trải nghiệm điều mới mẻ và đã quen thuộc với thế giới xung quanh, vì thế mà thấy thời gian qua nhanh. Khi chúng ta cho phép bản thân ít mẫn cảm với những trải nghiệm, thì có ít thông tin để xử lý hơn, tạo điều kiện cho thời gian tăng tốc. Chúng ta cảm thấy thời gian trôi lâu hơn ở nơi xa lạ, bởi vì lúc đó não bộ xử lý nhiều thông tin hơn bình thường. Khi ra nước ngoài, đột nhiên chúng ta nhạy cảm với môi trường xung quanh hơn nhiều. Người và vật, kể cả không khí đều lạ lẫm, mới mẻ, buộc chúng ta chú ý và học hỏi thêm. Điều tương tự cũng diễn ra khi chúng ta tham gia một khóa đào tạo, học những kỹ năng mới, tiếp xúc với những người xa lạ. Chúng ta sẽ có cảm giác như mình có nhiều thời gian hơn so lúc làm các việc theo thói quen. Đúc kết từ các quy luật này, Steve Taylor gửi đến mọi người hai lời khuyên để giữ chân thời gian. Đầu tiên, trải nghiệm những điều mới mẻ, du lịch đến những vùng đất lạ, thử thách bản thân với các nhiệm vụ mới, tiếp xúc với người lạ, thu nhận những thông tin mới, hình thành các sở thích và kỹ năng chưa từng có trước đây. Tất cả những việc này đều thú vị, và hơn hết, chúng tăng lượng thông tin mà não bộ phải xử lý, khiến chúng ta cảm thấy thời gian kéo dài ra. Thứ hai, ràng buộc thời gian bằng cách đặt tâm vào các khoảnh khắc cụ thể, dành toàn bộ sự chú ý để nghe, nhìn, cảm nhận, nếm, ngửi thay vì suy nghĩ. Cách này có lẽ hiệu quả và giản dị hơn, vì ai cũng có thể chậm lại để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận từng khoảnh khắc. Thời gian sẽ ở lại với chúng ta lâu hơn nếu chúng ta có thể cảm thụ và trải nghiệm nhiều hơn thay vì dùng tư duy. Khi thay đổi thái độ của bản thân, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều mới mẻ từ những sự vật bình dị xung quanh, chứ không cần những trải nghiệm mới. Buổi sáng thức dậy, bước vào bồn tắm, thay vì mãi suy nghĩ về kế hoạch làm việc cả ngày, sao bạn không chú tâm vào phút giây hiện tại, cảm nhận chân thực về những dòng nước bắn lên người, chảy xuống cơ thể và cảm giác ấm áp, thanh lọc. Hoặc lúc đi làm về, ngồi trên xe buýt, tàu điện, thay vì miên man suy nghĩ các vấn đề ở công ty, hãy chú ý đến quang cảnh xung quanh. Nào là bầu trời trong xanh, vẻ đẹp của những tòa nhà, cây cối bên đường và cái cảm giác cả chuyến xe đang di chuyển, bỏ những hình ảnh ấy lại phía sau. Khi cắt cỏ, đừng nên nghe nhạc hoặc để tâm hồn bay bổng, mà hãy chú tâm đến cây cỏ, không gian xung quanh, tiếng máy cắt cỏ ồn ào. Làm vậy sẽ khiến công việc mà bạn tưởng là nhàm chán trở nên thú vị hơn. Rồi bạn sẽ phát giác ra rằng với thái độ cởi mở và cảm nhận tinh tế, thời gian sẽ trôi chậm lại. Từ quan điểm này, thiết nghĩ chúng ta không nên xem thời gian như kẻ thù. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể hiểu và kiểm soát cách chúng ta cảm nhận về thời gian. Nhiều người cố sống càng lâu càng tốt, họ kiêng khem, tập thể dục thể thao, điều này là hợp lý. Song vẫn có một cách khác để kéo dài quãng đời của mình, đó là tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống. Đời người, vì có quan tâm nên có thống khổ, có hoài nghi nên mới tổn thương, có xem nhẹ nên mới vui vẻ. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên. Phúc họa, tích đức, làm việc tốt mặc dù không ai thấy, nhưng trời biết, đất biết.
Con người làm việc thiện, phúc dù chưa đến, quả đã rời xa. Con người làm việc ác, quả dù chưa đến, phúc đã rời xa. Người làm việc thiện như cỏ mọc giữa vườn xuân, dù không ai trông thấy, vẫn ngày ngày tăng trưởng. Người làm ác như hòn đá mài dao, không thấy tổn hại gì, nhưng ngày qua ngày sẽ thấy chỗ hao mòn. Là phúc hay họa đều tại tâm. Điều đáng sợ khi hành ác không phải sợ người phát hiện, mà ở chỗ tự mình nhận biết. Điều tốt đẹp khi hành thiện không phải là ở chỗ người khác tán dương, mà là ở chỗ chính mình thanh thản. Khoảng trống. Chừa cho mình một khoảng trống thì tâm hồn mới có thể thoải mái linh hoạt. Lúc quan lộ hanh thông, chừa một chỗ trống trong suy nghĩ, chớ để đắc ý làm mê mờ tư tưởng. Lúc thống khổ, chừa một khoảng trống cho an ủi, chớ để khổ não bóp nghẹt tâm can. Lúc phiền não, chừa một chỗ trống cho vui vẻ, phiền não sẽ tan thành mây khói. Lúc cô độc, chừa một chỗ trống cho bạn bè thân hữu, họ chính là một phần trong cuộc sống của mình. Lưu lại một chỗ trống, đây là chân lý nhân sinh, cũng chính là trí tuệ của cuộc đời. Cảm ơn. Cảm ơn người khác đã làm tổn thương bạn, vì họ đã tôi luyện cho bạn một ý chí vững vàng. Cảm kích người đã lừa gạt bạn, vì họ giúp bạn tăng thêm nhiều kiến thức. Cảm kích người đã đánh đập bạn, vì họ đã tiêu trừ giúp bạn rất nhiều nghiệp lực. Cảm kích người đã ruồng bỏ bạn, bởi vì họ đã dạy cho bạn biết tự lập. Cảm kích người đã làm bạn trượt ngã, bởi vì họ đã giúp bạn trở nên kiên cường hơn. Cảm kích người trách cứ bạn, vì họ đã giúp bạn biết im lặng. Cảm tạ tất cả những người đã giúp bạn kiên định. Trong thế giới này, nếu ai cũng biết hàm ơn, cuộc sống mới có thể càng thêm đặc sắc. Tùy duyên. Nhân sinh bất quá chỉ giống như một ly trà, đầy cũng tốt, dơi cũng tốt, cần chi phải tranh giành. Đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt, đều có hương vị riêng của nó. Ấm áp cũng được, lạnh lẽo cũng chẳng sao, nhìn nhau cười cười. Cuộc sống bởi vì quan tâm cho nên có thống khổ, bởi vì hoài nghi cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên. Độ lượng. Con người sống ấy không cần mọi thứ đều phải minh bạch. Nước quá trong ắt không có cá, người quá thanh cao thì không mấy bạn bè. Cùng người nhà tranh giành, nếu thắng thì tình thân rạn dở. Cùng người yêu tranh giành, nếu thắng thì tình cảm nhạt phai. Cùng bằng hữu tranh giành, nếu thắng thì tình nghĩa chẳng còn. Tranh giành chính là lý, thua là tình, tổn thương lại chính là mình. Đen là đen, trắng là trắng, mọi chuyện cứ để thời gian sẽ chứng minh. Buông cố chấp, làm người độ lượng, sẽ thắng cả cuộc đời. Thêm một phần bình thản, thêm một chút ôn hòa, cuộc sống mới ấm áp ánh dương. Giàu nghèo. Người thấy đủ, dù ngủ trên mặt đất cũng tựa như đang ở thiên đường. Người không biết đủ, dù cho đang ở thiên đường cũng giống như đang ở nơi địa ngục. Cuộc sống, tâm hồn giàu có mới là trọng yếu nhất. Bạc tiền vật chất, dù có nhiều hơn nữa cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, thì đây mới là nghèo khó. Trái lại, đời sống vật chất nghèo khó, nhưng tâm hồn lại khoáng đạt, thấy đủ thường vui, tự tại phó xuất, đây mới là giàu có chân chính. So đo. Cho người thuận tiện chính là lưu lại cho mình hậu phúc. Lòng người vốn tương thông với nhau, bạn nhường người khác một bước, người khác sẽ nhường bạn một đường.
Nhân tâm tựa như con đường, càng so đo, con đường càng hẹp, càng rộng mở, con đường càng thoáng đãng. Tha thứ dường như là giúp cho người khác, nhưng kỳ thực là mở cho lòng mình một con đường. Buông bỏ. Chuyện hôm nay ta xem là đại sự, ngày mai lại là chuyện nhỏ. Năm nay là đại sự, nhưng đến năm sau lại chỉ là một câu chuyện. Kiếp này là đại sự, nhưng đến kiếp sau lại là truyền thuyết. Chúng ta bất quá cũng tựa như câu chuyện của đời người. Trong cuộc sống hay công tác, khi gặp phải những sự tình không thuận lợi, hãy nói với tự mình một câu: hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, ngày mới sẽ lại bắt đầu. Đơn giản. Tâm đơn giản, thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi. Tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, lúc thất ý cần cởi mở. Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể buông bỏ, chỉ cần buông xuống được thì sẽ lấy lại được. Khoan dung hơn, rộng lượng hơn, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không thoải mái đều trở thành quá khứ. Nhân tâm. Đừng xem sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó chính là một loại độ lượng. Đừng coi sự tha thứ của người khác là nhu nhược, bởi đó là một loại từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi giận, nhưng không có nghĩa là sẽ không nổi giận. Người xem nhẹ không có nghĩa là hồ đồ, mà là họ đã có cái nhìn thông thấu. Tình cảm không thể miễn cưỡng, nhân tâm không thể đùa bỡn, duyên phận không thể không coi trọng. Đem tình dung đắp tình, như thế mới thực sự có được tình yêu thương bình đẳng, mới có được tình yêu chân chính. Thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất khi làm một người tốt. Con người ta không phải cứ làm được việc tốt là trở thành người tốt, cũng không phải làm việc thiện tất sẽ nhận được phúc báo. Quan trọng là làm việc tốt gì cũng phải biết thuận theo tự nhiên. Từ xưa đến nay, trong cuộc sống hàng ngày có không ít người thường xuyên phàn nàn rằng mình là người tốt, vì sao lại không được phúc báo. Mình cũng cố gắng làm việc thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng sao lại gặp nhiều chuyện xui xẻo, thật sự quá bất công. Nhưng khi phàn nàn những lời như thế này, chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ và tìm hiểu ba câu hỏi sau: thế nào mới đúng là người tốt? Thế nào mới thực sự là làm việc thiện? Thế nào mới có được phúc báo? Hãy làm việc nên làm. Người sống trên đời, hãy làm việc mình nên làm, đừng làm việc không nên làm. Hãy học cách thuận theo tự nhiên, buông bỏ chấp nhất, dính mắc, vướng bận, bận tâm. Điều mà người ta gọi là buông bỏ chấp nhất không phải là buông bỏ cuộc sống, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ. Đây không được gọi là buông bỏ, mà còn là một loại chấp nhất khác. Thậm chí có người quan niệm rằng buông bỏ là việc gì cũng không làm, mặc cho cuộc sống trôi qua. Đây thực sự không phải buông bỏ mà là một kiểu vô trách nhiệm. Việc nào nên làm thì chúng ta làm, đây chính là một loại tự nhiên nhất. Giống như khi bạn đi trên đường, gặp một đứa trẻ đi bên kia đường trượt chân ngã, lúc này bạn đến bên đưa tay ra cho đứa trẻ vịn đứng lên, đây chính là việc tự nhiên nhất. Không phải bỏ qua, coi như không nhìn thấy mới là buông bỏ, mà không làm mới là mất tự nhiên. Cha mẹ ốm nặng, nếu như nói là buông bỏ không quan tâm thì đó không phải là buông bỏ mà là trốn tránh trách nhiệm. Như vậy, việc gì là việc không nên làm? Trước tiên chúng ta phải căn cứ vào quy chuẩn đạo đức làm người. Nếu như việc chúng ta không nên làm, nhưng chúng ta lại làm thì chúng ta sẽ vô cùng bất an. Có một số việc là đã được an bài rằng chúng ta không nên làm,
nhưng chúng ta lại gắng sức làm thì sẽ phí hoài rất nhiều sức lực mà vẫn không thành công. Đây cũng là việc không nên làm. Phải tĩnh tâm xuống suy nghĩ một chút, cả đời mình có bao nhiêu việc nên làm là những việc có ý nghĩa, có bao nhiêu việc không nên làm là những việc không có chút ý nghĩa nào. Chỉ khi chúng ta nhận rõ việc nào là việc nên làm, phải làm, việc nào là việc không nên làm, không hề có giá trị, chúng ta mới thực sự làm được vô vi, tức là để mọi việc thuận theo tự nhiên. Làm việc tốt cũng phải đạt được tự nhiên nhất. Bất luận việc gì phát sinh đều có một quá trình, cho dù là chuyện tốt cũng phải cho mọi người một quá trình để nhận biết. Bởi vì có người không hiểu, lại quay ra chỉ trích khiến chúng ta vô cùng tức giận. Kỳ thực, tức giận là không cần thiết. Giống như ban đầu chúng ta muốn làm việc tốt nhưng vì nguyên nhân khách quan nào đó khiến cho việc tốt không thể làm thành. Vì thế chúng ta thấy mất hứng, chán nản và tức giận. Đây là điều không tốt. Khi chúng ta làm việc tốt mà chúng ta truy cầu, làm không thành thì lại sinh ra lo lắng tức giận, tâm tình tiêu tán. Đây không được gọi là làm việc tốt. Chúng ta khi đánh giá một người thường dùng hai từ đức hạnh làm tiêu chuẩn. Nói người này tốt là vì có tính tình tốt, nói người kia không tốt là vì tính tình không tốt. Làm việc tốt là tích đức, làm việc xấu là thất đức. Điểm này ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nếu như chúng ta chấp nhất vào làm một việc, dù là việc tốt, mà khi làm không thành thì sinh ra bực bội, nhấc lên được mà không bỏ xuống được, đây vẫn là thất đức chứ không phải là tích đức. Vậy làm sao để đánh giá được hành vi của mình? Trước tiên chúng ta phải thường xuyên nhìn lại mình, xét chính mình, xem có phải chúng ta đang ở cảnh giới của tốt hay không? Xem liệu chúng ta có tư tâm nào đó hay không, có thành kiến hay không, có phải lúc nào cũng băn khoăn được và mất về thanh danh của mình hay không. Nếu như những tâm này đều không có thì chính là tỉnh. Lúc này, chúng ta dựa theo ý nguyện của mình đi làm thì đó là có đức. Công đức là không thể tính toán. Làm một việc sau khi trải qua sự tính toán rồi thì đó là không có công đức. Làm việc tốt, hy vọng người khác cảm ơn thì công đức mất đi một nửa. Làm việc tốt mà dương dương tự đắc, khoe khoang đắc chí thì công đức chẳng thể tạo thành. Mọi sự việc muốn làm đều phải để tự nhiên. Tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất khi làm một người tốt. Thuận theo tự nhiên mới là cảnh giới cao nhất của trí tuệ. Đời người tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại. Thế nên, đừng ôm giữ quá khứ, đừng theo đuổi tương lai, hết thảy hãy cứ để tự nhiên, sống vì giây phút hiện tại. So đo tính toán quá nhiều sẽ tạo thành một loại ràng buộc, mê lạc quá lâu sẽ trở thành một kiểu gánh nặng. Đường đời mưa gió gập ghềnh, không trải qua gió mưa sao có thể nhìn thấy cầu vồng. Thành công cũng tốt, thất bại rồi cũng trôi qua. Tất cả sự tình đều tự nhiên đến. Đời người trăm phương nghìn dạng, thuận kỳ tự nhiên là tâm cảnh thích đáng nhất. Kỳ thực, dạng sự không cần phải quá bận tâm. Khi đang nắm giữ hãy trân quý, đừng để đến lúc ruột mất đi rồi mới than tiếc nuối. Bận tâm quá nhiều sẽ khiến niềm vui trong cuộc đời dơi giảm đi phân nửa. Cuộc sống càng xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì hết thảy cũng sẽ tăng thêm ý vị dạt dào. Có duyên vô phận, có phận vô duyên, ấy đều là một khoảng khuyết lõm chưa tròn đầy trong sinh mệnh. Nó còn đang chờ chúng ta đến hoàn thiện, điền đầy, chứ không phải để bị coi thành như một vật cản, làm con đường đời của bạn gian khó và mờ mịt. Có thất bại thì sẽ có thành công, có hoàn mỹ thì sẽ có tiếc nuối,
hơn nữa hãy để hết thảy tùy kỳ tự nhiên. Bảo trì tâm thái thuận theo tự nhiên đến đối diện với cuộc sống, đối diện với ký ức cũng như với những điều mới mẻ diễn ra của mọi sự mọi vật trong đường đời. Những thứ đang nắm giữ đừng nhìn mà như không thấy, đã nắm giữ được phải càng thêm quý tiếc, đã thuộc về mình không nên ruồng bỏ. Những thứ đã mất đi thì lưu thành hồi ức, muốn đạt được thì càng phải cần thêm nỗ lực. Đời người tựa như nước chảy mây trôi, những thứ đã qua đi giống như nước đổ khó hốt, cái chúng ta có chỉ là hiện tại. Trong ký ức hãy làm một người xóa đi những khổ đau, trong thiếu thốn và hõm khuyết hãy học được tâm thái biết cảm ơn đời. Những trang đời phía trước còn đang ngóng đợi chúng ta tới hoàn thiện, tới điền đầy chúng, viết lên những sắc màu đa dạng, tô điểm thành những tia sáng rực rỡ muôn màu. Cho đến một ngày, tâm hồn chúng ta tĩnh lặng như rặng phong lan phất bay nhẹ nhẹ trước buổi sớm mai, khi đó chúng ta sẽ thật sự đạt tròn đầy viên mãn. Cuộc sống trên thực tế có rất nhiều người và sự việc, cho dù là chính bạn muốn trốn thoát cũng không thoát nổi, muốn đạt cũng đạt không được. Cái đó được gọi là duyên. Cái duyên ấy nhìn thì không thấy, cũng sờ không được. Một khi đã đối mặt với duyên phận, không cần phải khổ công đi tìm kiếm, cũng không cần phải khổ não. Khi duyên đến thời trân quý, khi duyên đi thời tùy duyên, hết thảy thuận kỳ tự nhiên sẽ tốt. Nhân vô thập toàn, đã là người không ai là hoàn hảo mươi phần, ai cũng đều từ trong thất bại và sai lầm không ngừng dò dẫm lần tìm, dần dần hiểu ra, trở nên thành thục và hiểu biết sâu xa. Không ai vừa sinh ra đã biết hết mọi lẽ, không ai một đời không hề phạm lỗi lầm, chỉ cần không cố ý để làm tổn thương người khác là được. Ở nơi sâu thẳm trong tâm mỗi người đều sẵn có góc nhu thuần thiện chân, đồng thời chưa bị bụi trần bám dơ. Chỉ là có một số người đã lãng quên đi, một số người xem nhẹ không chú ý, lại có một số người cố ý mà đi vòng lánh xa nơi đó. Dạng sự tùy duyên đương nhiên cũng không phải là kiểu xem chán cõi hồng trần, hết thảy đều vô vị không có gì cả. Càng không phải cuộc sống buông xuôi du chơi trong nơi không có gì tham muốn truy cầu, mà là ở bồi dưỡng một loại tâm tình đạm bạc quảng đại, đã nắm giữ được một phần tâm thái bình tĩnh đáng quý. Dù cho cuộc đời chúng ta không thể đẹp thuần mỹ như mặt trăng, cũng vẫn sẽ có một khoảng khuôn viên thần sắc thoáng đạt rộng mở. Duyên đến duyên đi, duyên như nước chảy, nước đổ thì khó hốt, huống chi là duyên phận. Cuộc sống những tháng ngày nắm giữ trong tay, hà tất phải mong cầu oanh oanh liệt liệt, nhưng mong sao được điềm tĩnh như án thơ, không cư xử để biến thành kiểu cố níu giữ ở lại và bận tâm canh cánh chờ đợi. Đương nhiên, trên đường đời không thể lúc nào cũng luôn thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều có thể gặp phải một vài trắc trở, một vài đổ vỡ hoặc thất bại, cũng có khi gặp phải những sự việc không như ý muốn. Điều quan trọng là phải thể hiện ra được bạn làm sao để đối diện với chúng. Bảo trì một tâm thái lạc quan hướng thượng, có một cái tâm lành mạnh, đối với danh lợi và tiền bạc không quá xem trọng, cũng không cố ý truy cầu săn đuổi, cần ôm giữ một tâm thái được mà đạm nhiên, mất mà ung dung tự tại. Hết thảy những gì xuất hiện trong cuộc đời đều không cách nào chiếm giữ lấy nó thì chỉ có thể bỏ qua. Chúng ta chỉ là những vị khách qua đường, thế nào cũng có một ngày chúng ta sẽ vĩnh biệt hết thảy nơi đây. Lực hấp dẫn của người nam không phải ở chỗ bạn có bao nhiêu tiền, lớn lên đẹp trai bao nhiêu, mà là khi gặp chuyện, khi gặp việc có đảm đương, có gánh vác, có trách nhiệm. Lực hấp dẫn của người nữ không phải ở chỗ bạn lớn lên xinh đẹp bao nhiêu, mà là ở tính cách ôn nhu thiện lương và một trái tim đôn hậu, khoan dung. Luôn có những làn gió mát mỗi sớm ban mai,
luôn có những hơi nóng ấm sau mỗi buổi ban trưa, luôn là hoàng hôn rực rỡ lúc chiều tà. Và sao đi trong đêm, cố chấp chi bằng hãy bảo trì tâm cảnh thuận kỳ tự nhiên, nắm bắt mỗi một thứ trong chớp mắt, bắt tay vào làm thử, đến đối diện với hôm qua, đối diện với hôm nay và ngày mai. Nhân sinh thành bại được mất đều dựa vào nắm bắt. Cho dù trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ nhọc nhằn, suy cho cùng vẫn là cần phải bảo trì một tâm cảnh thuận kỳ tự nhiên. Trải qua hàng trăm các triều đại thăng trầm chìm nổi đều có an định, qua bao nhiêu việc đời đổi thay luân biến, mịt mùng bụi đường, không ai có thể làm được chỉ một lần vất vả đế rồi cả đời hưởng nhàn nhã. Muốn ném đi tất cả, thảnh thơi ngồi nhìn mây bay, thì cần phải trải qua nhiều kiếp số trước tiên, băng qua đêm đen đằng đẵng của tai ách. Có vất vả đứng tại đầu đường mỗi sớm tinh mơ, mới biết được ai là người chân chính đi đến bước sau cùng. Sự tình luôn có nhân có quả, người cùng sự và sự cùng người luôn có trăm phương vạn kiểu các mối giao tế quan hệ. Năm tháng cứ không ngừng tích tắc vượt trôi, hết thảy rồi sẽ huyễn hóa trở thành một phần đạm nhiên tĩnh lặng nào đó trong không khí. Cho nên làm người cần phải thuận kỳ tự nhiên, biết đủ thường lạc, biết đủ thường vui. Có lẽ rất nhiều sự tình đều không quá phức tạp như chúng ta tưởng. Có lẽ tất cả đều có thể biến thành vui vẻ giản đơn. Đợi đến một ngày kia bạn quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện rằng cho dù có phát sinh bất kể chuyện gì thì mặt trời vẫn cứ sẽ mọc lên từ hướng đông và lặn xuống ở hướng tây. Rất nhiều sự tình không cần thiết phải so đo tính toán quá nhiều. Rất nhiều sự tình không nhất định cần phải phân bua luận rõ ai đúng ai sai. So đo tính toán càng nhiều thì tâm sẽ càng thêm mệt mỏi. Càng suy nghĩ ai đúng ai sai thì càng khiến sự tình trở nên phức tạp rối ren. Chúng ta sống sao cho được vui vẻ, khỏe mạnh, bình an đó mới là quan trọng nhất. Trong cuộc sống dù nhiều quanh co cũng không thể đánh mất sự kiên trì của chúng ta đối với đời. Trên đường đời cũng không phân định rõ ràng được rằng đâu là coi thường, xem nhẹ. Tha thứ cũng không phân định rõ ràng được rằng đâu là thật sự không để tâm, đâu là cần phải có khoảng cách. Vì thế hãy rộng rãi khoan tâm mà sống, điều ấy mới đúng là không sai lệch. Hết thảy đều thuận theo thiên mệnh, mọi chuyện sẽ tự hanh thông. Hết thảy mọi thứ của đời người đều từ chính số mệnh của bản thân mà ra. Thứ gì của mình thì tất yếu là của mình. Cái gì đó không phải của mình thì có cố cưỡng cầu cũng không được. Càng tìm mọi cách đạt được điều gì đó, rốt cuộc lại cuối cùng mất đi sinh mệnh cũng không biết mình đã làm sai ở đâu. Bởi vậy hãy để mọi thứ tùy mệnh, vạn sự sẽ trôi chảy, hanh thông. Chịu liên lụy gặp bao khó khăn, nghiệp chướng tiêu hết lại thuận buồm xuôi gió. Lộ tìm, một lục sự tham quân, chức quan về sổ sách giấy tờ, của Hoài Châu, từng gặp rất nhiều khó khăn khi bị liên lụy trong một vụ án. Tuy nhiên sau khi vụ án được thẩm tra xử lý, cũng được miễn tử hình và bị đi đày lưu vong. Sau đó, ông được minh oan và được gột sạch tội lỗi, còn được bổ nhiệm làm huyện lệnh ở huyện Toại An, Mục Châu. Nhưng do những huyện lệnh nhiệm kỳ trước đều bị chết khi nhận chức, nên Lộ Tiềm không muốn đi. Giờ ông thấy vậy bèn khuyên, nếu như số ông phải chết, thì khi thẩm tra lần đó ông đã sớm chết rồi. Bây giờ được bổ nhiệm làm huyện lệnh đó chẳng phải là mệnh của ông sao? Thấy vợ nói có lý, ông bèn theo đường thủy vượt qua hàng trăm cây số và tới được Mục Châu. Phía tây của Nha Môn Phủ huyện Toại An có ba cái hố tấn tán, là nơi an nghỉ của ba vị huyện lệnh trước đó. Sau khi tới nơi, ông bèn hạ lệnh cho thủ hạ lấp cái hố đó lại. Sau đó, ông phát hiện một sự việc kỳ lạ từ bình phong nơi ở xuất hiện tiếng cú kêu,
lát sau trên trần nhà lại xuất hiện tiếng kêu như thế. Tuy nhiên, Lộ Tiềm không coi đó là chuyện bất thường gì. Mỗi lần ông và vợ ngồi đối diện ăn cơm, thì có mấy chục con chuột chui ra, trong đó có con có màu vàng, màu trắng, cũng có màu xanh, màu đen. Nếu dùng gậy mà đuổi chúng đi, chúng liền bám lên đó mà kêu to. Không những vậy, những điều quái dị khác mà ông gặp cũng không ít. Sau này khi hết nhiệm kỳ, Lộ Tiềm dường như không gặp bất cứ bất trắc gì. Ông được chọn làm vệ lệnh, sau đó lại được bổ nhiệm làm lang trung, cuối cùng là trung thư xá nhân. Điều này cho thấy, vì nửa đời trước sinh mệnh nhiều lần trải qua ma nạn, nên nửa đời sau những điều không thuận lợi đều được quét sạch. Dù hao tâm tổn sức cũng không tránh khỏi số mệnh. Thái Thường Khanh sùng đạo đời nhà Đường, vì có con rể là trung thư lệnh Thôi Thực làm phản mà bị liên lụy đi Lưu Đày. Ngoài ra, Vũ Lâm Lang tướng Trương Tiên và Tiết Giới Nhiên cũng chỉ vì bàn luận việc làm phản kết quả đều bị Lưu Đày tới lĩnh Nam. Trong nhiều năm khổ nạn, ngày nào ba người cũng khóc lóc một cách bi thương, đến nỗi hai mắt sưng lên. Bởi không chịu nổi tình trạng thê lương bi thảm nên trốn về. Sùng Đạo vừa về tới kinh thành liền trốn trong nhà và âm thầm giúp con trai chuẩn bị cưới con gái Thôi Gia. Tuy nhiên sự việc cuối cùng không thành, bởi lúc đó có người tiến cử con gái Thôi Gia lên triều đình, nên cô được tuyển vào trong cung. Thế là Sùng Đạo bèn đút lót tiền cho người bên trong để họ tìm một cô gái họ Thôi khác tiến cung. Tuy nhiên, sau khi cô gái họ Thôi vào cung thì sự tình bị bại lộ, kết quả người trong cuộc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, từ đó Sùng Đạo phải trốn chạy khắp nơi. Tuy nhiên ba người con trai của ông đều bị bắt và xử trượng hình 100 trượng, kết quả cả ba đều bị đánh tới mất mạng. Qua đó có thể thấy, người ta dù có dùng trăm phương ngàn kế muốn làm việc gì đó, nhưng nếu trong mệnh không có, rốt cuộc điều nhận về chỉ là con số không. Trong mệnh không được làm quan tam phẩm, ngày tới nhận chức thì tử vong. Tô Dị Đạo triều đại nhà Đường có ba lần được đề cử làm quan tam phẩm nhưng ông đều từ chối. Võ Tắc Thiên bèn hỏi ông tại sao, ông trả lời: tôi biết mình không thích hợp đạt được chức quan tam phẩm. Tô Dị Đạo làm trung thư thị lang bình chương sự 13 năm, chưa bao giờ làm tới quan tam phẩm. Sau đó dưới sự tác động của Võ Tắc Thiên, ông đảm nhiệm thứ sử huyện Mi Châu. Sau đó bên trên thay đổi lập tức bảo ông tới đảm nhiệm trưởng sử Ích Châu. Hoàng thượng còn ban thưởng cho ông tử bào. Tuy nhiên điều làm người ta không ngờ tới đó là sau khi Tô Dị Đạo tới Ích Châu, vào buổi tối khi mặc chiếc tử bào đó, ông mắc bạo bệnh và đột ngột qua đời. Hết thảy những gì trong mệnh nên có thì sẽ có, tranh đoạt được rồi cũng sẽ mất đi. Cho nên, cùng người tranh giành, cùng người so đo thì chỉ làm tổn hại bản thân mà thôi. Một khi hiểu được đạo lý này, thì con người sẽ hiểu được thuận theo tự nhiên mới là cách sống thông minh nhất. Đời người nên học được cách buông bỏ, xem nhẹ công danh, vật chất, tự hài lòng vui vẻ với vận mệnh của mình. Một khi làm được điều ấy thì tự nhiên đạt được tâm bình khí hòa, cuộc đời sẽ thản đãng và tự tại hơn. Đừng tới lúc bất lực mới lựa chọn thuận theo tự nhiên. Chúng ta sở dĩ mang nhiều đau khổ là vì truy cầu quá nhiều thứ. Chúng ta thường bất mãn cũng bởi vì quá so đo, tính toán. Không phải chúng ta có quá ít, mà là chúng ta đã tính toán quá nhiều. Đừng để đến lúc bất lực mới chọn lựa thuận theo tự nhiên. Cuộc sống chúng ta đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều lần như thế. Vì vậy, chúng ta không cần phải đau lòng vì những điều mình đã vượt mất,
mà hãy vui với những thứ chúng ta đang có. Nếu không xinh đẹp, bạn vẫn còn có sức khỏe. Không có sức khỏe, bạn còn có trí tuệ. Nếu không thông minh, nhưng bạn lại có một tấm lòng lương thiện, mặc dù không có của cải, nhưng bạn có được sự bình yên. Thường xuyên đi tới một nơi, thích một thứ và nhớ về một điều gì đó đều là bởi vì ở nơi đó có ký ức về một người bạn quan tâm. Đời người hạnh phúc hay là bất hạnh, quan trọng ở chỗ bạn hướng tới điều gì. Qua thời gian, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều chuyện, hiểu ra rất nhiều đạo lý, chứng minh được nhiều điều, nhìn thấu rất nhiều người. Thời gian có thể phủ lên rất nhiều bụi trần, cũng có thể gột rửa hết thảy những bám bẩn. Thời gian có thể phong kín tháng năm, cũng giúp ta mở ra rất nhiều ký ức, có thể xoa dịu rất nhiều khổ nạn, cũng có thể gột rửa những đau thương, có thể xem nhẹ những tranh chấp trên đời, cũng có thể thông dong nơi thế gian ấm lạnh. Thanh xuân là như thế, dù có mang theo đau đớn nhưng thấy việc nghĩa vẫn không chùn bước. Những việc đã trôi qua không thể thay đổi được, nhưng chúng ta vì trí nhớ quá tốt, những gì đáng nhớ, cả những gì không đáng nhớ đều lưu lại trong ký ức, bởi thế mới muộn phiền. Chúng ta sở dĩ mang nhiều đau khổ là vì truy cầu quá nhiều thứ. Chúng ta thường bất mãn cũng bởi vì quá so đo, tính toán. Không phải chúng ta có quá ít, mà là chúng ta đã tính toán quá nhiều. Cơn gió đột nhiên thổi qua gò má rất nhẹ rồi bay đi, nhưng sao nụ hôn ly biệt lại làm nên sự kích động như trời đất quay cuồng. Ký ức đẹp nhất lưu lại trong trái tim, còn những điều tốt đẹp nhất của bản thân thì nhất định phải trao tặng cho người khác. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất, tôi vẫn đi một mình trong ánh sáng rực rỡ nhưng không phải con đường dành cho tôi. Tôi giống như một người nhặt ve chai, lặng lẽ góp nhặt những bức ảnh của thời gian và biến chúng trở thành những ấp ủ riêng tư. Đời người, bàn tay lớn bao nhiêu thì giữ được cái bát lớn bấy nhiêu. Bàn tay là thể hiện của bản lĩnh, cái bát chính là sự ngưng kết của hạnh phúc. Cứ oán trời trách đất, không bằng tĩnh tâm tu luyện. Con người phải giúp đỡ lẫn nhau mới có thể nhẹ gánh thong dong. Con đường phải có người đồng hành mới có thể cùng nhau say ngắm phong cảnh. Khoảnh khắc đẹp nhất của con người là khi nhớ về những gì đã từng trải qua với người thân và bạn bè. Khoảnh khắc cảm động nhất của con người là được người thân và bạn bè nhớ tới. Con người luôn rộng lòng bao dung với những người xa lạ, nhưng lại luôn bắt bẻ, bới móc với người thân của mình. Nhân sinh chính là cô độc, con người ai cũng trong khó khăn mà đi về phía trước, nhất thiết không được than phiền. Đời người cũng giống như dòng suối, bắt nguồn từ đâu, chảy qua đâu và chảy về nơi nào, những điều đó bản thân mình không thể quyết định. Không quan tâm tốt xấu, cứ thản nhiên đối mặt, đón nhận là được. Phàn nàn là tâm thái của kẻ nhu nhược, chẳng giúp ích gì, đối với mình, với người đều vô bổ. Con đường phía trước còn rất dài, cuộc sống vốn dĩ đã luôn gian nan như thế. Sự cô độc chỉ là một trạng thái, cô đơn chỉ là một tâm thái. Cuộc sống như thế cũng chỉ là để cho bạn không ngừng trải nghiệm những điều có được và những điều mất đi, những điều gặp được và những điều bị bỏ lỡ. Có những điều tràn đầy ý nghĩa và cũng có những điều vô nghĩa. Vì vậy không cần truy cầu điều gì, chúng ta vốn nhỏ bé như hạt bụi, tô điểm cho thế giới này, phiêu đãng trong thế giới này. Cuộc sống không có giả thiết, mọi khoảnh khắc đều là chân thực. Buồn cũng tốt, vui cũng tốt, bởi quá khứ sẽ không bao giờ quay lại. Hồi tưởng về quá khứ chỉ khiến ta thêm buồn đau.
Lúc bạn thở dài lẫn tránh mọi thứ thì hạnh phúc cũng sẽ dục tan biến. Núi có chiều cao của núi, nước có độ sâu của nước, không cần phải so sánh, mọi người đều có thế mạnh riêng. Gió có sự tự do, mây lại mềm mại nhẹ nhàng, không cần bắt chước, mọi người đều có cá tính riêng. Đừng tự làm khó bản thân. Có một số người không đáng để lưu giữ trong trái tim, cũng như một số thứ không cần phải khắc sâu trong trí nhớ. Đừng chờ đợi cho đến khi bạn bất lực mới lựa chọn thuận theo tự nhiên. Đừng đợi đến khi không còn chỗ nương tựa mới buộc phải thích nghi với hoàn cảnh. Hãy sống theo tự nhiên, mọi phiền não sẽ tiêu tan. Người biết thuận theo tự nhiên là người hạnh phúc nhất, có thể vượt qua hết thảy đau khổ bất hạnh của đời người. Đương nhiên đạt được điều đó không hề dễ dàng, bởi để thuận theo tự nhiên thì còn cần có ngộ. Một ngày nọ, có chàng trẻ tuổi vừa buồn vừa khóc, tìm đến Đức Phật. Đức Phật gặp anh ta liên cất lời hỏi: có chuyện gì mà làm con khóc vậy? Thưa Ngài, cha con chết ngày hôm qua. Thì nhà ngươi làm gì được? Ông ấy đã chết rồi, buồn khóc chẳng thể làm ông ấy sống lại. Vâng, thưa Ngài, con hiểu điều đó. Buồn khóc chẳng thể làm cho cha con trở về với con, nhưng con đến đây cầu xin Ngài một điều. Xin Ngài hãy làm một điều gì đó cho người cha quá cố của con. Vậy ta có thể làm gì giúp cho cha con? Thưa Ngài, xin Ngài làm một cái gì đó. Ngài là đấng toàn năng, chắc chắn Ngài có thể làm được. Ngài hãy xem, các vị tu sĩ cúng tế ở kia, họ phát giấy xá tội, cử hành những nghi thức cúng lễ cầu siêu giúp người quá cố. Thế nên, nếu nghi thức cúng tế cầu siêu được tiến hành ngay bây giờ và ngay tại đâu, thì cánh cửa trên thiên giới sẽ sớm mở ra, và người quá cố đều sẽ được siêu thăng về nơi đó. Họ sẽ được tiếp nhận vào cảnh giới mỹ diệu ấy. Thưa Ngài, Ngài là đấng toàn năng, có đầy đủ quyền lực. Nếu Ngài chủ tế nghi thức cầu siêu cho cha con không những nhận được vào nơi thiên quốc mà ông ấy sẽ mãi được lưu lại ở nơi ấy. Thưa Ngài, xin Ngài hãy giúp cha con. Biết rằng chàng trai trẻ tràn ngập nỗi đau khổ và khó có thể hiểu được những lý lẽ phải trái trong lúc này, Đức Phật bèn nghĩ ra cách để giúp chàng trai minh tỏ sự việc. Ngài nói: nhà ngươi hãy đi mua 2 cái chậu đất nung. Chàng trai sung sướng nghĩ rằng Đức Phật đã nhận lời làm lễ cầu siêu cho cha mình và tức tốc đi chợ mua 2 cái chậu bằng đất nung. Được rồi, Đức Phật nói, hãy đổ vào chậu thứ nhất đầy đá cuội, chậu thứ hai đầy bơ. Chàng trai làm y lời Phật dạy. Bây giờ bịt kín 2 chậu lại, xong rồi thì bỏ xuống hồ nước. Chàng trai làm xong, 2 cái chậu chìm ngay xuống đáy hồ. Bây giờ, Phật nói, đem cái gậy ra đây, chọc dở cả 2 chậu. Chàng trai trong lòng vui khôn tả tin rằng Đức Phật đã cử hành nghi lễ cầu siêu cho cha mình. Theo tập quán cổ truyền của Ấn Độ, khi người cha chết, người con làm lễ hỏa táng. Vào khoảng giữa thời gian thiêu, người con dùng cây gậy thọc và làm dở sọ đầu. Theo đó, khi sọ đầu được mở ra nơi trần gian này thì cánh cửa thiên giới cũng được mở. Vì thế chàng trai nghĩ, cha ta đã được thiêu đốt ngày hôm qua cũng chính là theo cách mà Đức Phật muốn mình làm dở các chậu ngày hôm nay. Vừa nghĩ anh vừa cảm thấy rất hạnh phúc với điều mà Đức Phật đã làm. Chàng trai chọc gậy, lập tức chậu đựng bơ dở, khiến chất lỏng vàng nổi lên láng trên mặt hồ. Chậu kia đựng những hòn đá cuội vẫn nằm yên dưới đáy hồ. Khi đó, Đức Phật liền nói: chàng trai, đó là những gì ta đã làm. Bây giờ hãy mời các thầy cúng tế và nói với họ tụng kinh và cầu nguyện rằng
hỡi các viên đá cuội, hãy nổi lên, hãy nổi lên. Hỡi bơ ơi, hãy chìm xuống, chìm xuống. Hãy để thế gian này chứng kiến điều sẽ xảy ra. Ồ, thưa Ngài, Ngài nói đùa với con đấy ư? Không thể nào như thế được. Những viên đá cuội nặng hơn nước, chúng chìm xuống đáy. Chúng chẳng bao giờ có thể nổi lên được. Đây là quy luật tự nhiên. Và thưa Ngài, bơi nhẹ hơn nước, chúng phải nổi lên chứ chẳng thể nào chìm xuống được. Đây cũng là quy luật tự nhiên. Chàng trai, nhà ngươi biết nhiều về quy luật tự nhiên, nhưng nhà ngươi lại không chịu hiểu về những quy luật này. Nếu cha người suốt cả cuộc đời, ông ấy đã làm những điều không nên làm, nói những điều không nên nói, tội nghiệp chất chồng nặng như những viên đá cuội kia, thì chẳng phải ông ấy sẽ khó siêu thoát và không ai có thể giúp được. Còn nếu tất cả việc làm của cha ngươi từ thuở sinh thời đều nhẹ như bơ, thì chẳng phải ông ấy sẽ được siêu thoát. Ai có thể đè ông ấy xuống được đây? Nếu hiểu và sống theo luật tự nhiên, con người ta sẽ thoát khỏi những khổ đau và bất hạnh của cuộc đời. Hạnh phúc đời người quan trọng ở chữ ngộ. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chính là quyền cơ thành bại đời người. Người đi đến cuối cùng ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy tất cả đều đã có an bài. Dù cho là thông minh tài giỏi đến đâu thì cũng không thể thắng được thiên ý. Mọi sự cố gắng tuy không phải đều là vô ích, nhưng cố gắng đó cũng chỉ là thuận theo tự nhiên. Trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng túc trí đa mưu, liệu sự như thần, nhưng mà cuối cùng cũng không thể giành lại Trung Nguyên. Tục ngữ nói, người tính không bằng trời tính, thiên ý sâu xa không thể đo lường, con người vĩnh viễn không có cách nào tranh giành với ông trời được. Trong xã hội có rất nhiều người không tin thiên mệnh, cho rằng vận mệnh phải là do chính mình nỗ lực mà nắm giữ lấy. Thật tình không biết thế nào gọi là người thuận với trời thì nhàn, người nghịch với trời thì nhọc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đã là một câu nói phổ biến, lại có chứa rất nhiều tính triết lý. Nó chính là được lấy từ tác phẩm văn học cổ Tam Quốc diễn nghĩa. Video, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý. Vậy nên, dù hoàn cảnh nào hãy ung dung đối mặt. Trong hồi 103, Gia Cát Lượng dắt hết óc, tỉ mỉ sắp đặt để cho cha con Tư Mã Ý đi vào phía trong cốc, đồng thời dùng củi khô và bó đuốc lấp đầy miệng hang, cho phóng hỏa và mình nổ cùng một lúc. Cha con Tư Mã Ý cùng quân ngụy không còn biết tiến thoái đường nào nữa, lại còn gặp phải lửa cháy khắp nơi. Đúng lúc đó cuồng phong gào thét, mưa như trút nước, lửa cháy trong cốc đều bị mưa to làm tắt hết. Cha con Tư Mã Ý thừa cơ phá dòng dây chạy ra. Lúc này Gia Cát Lượng chỉ còn biết ngửa mặt lên trời thở dài nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không thể cưỡng ép. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, một câu tục ngữ đơn giản nhưng đã nói hết ra quyền cơ về sự thành công nơi thế gian. Bất kể việc gì cũng đều do thiên ý. Một sự việc thành công cũng không phải là do con người đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Con người có trăm ngàn tính toán khác nhau, trời cao chỉ có một phép toán, nhưng phép toán này sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Trong cuộc sống có rất nhiều sự tình, dù cho có trải qua trăm nghìn cay đắng, kết quả luôn là cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm trồng liễu liễu lại xanh. Dù cho con người có mưu tính như thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng là do ông trời sắp đặt. Bởi vậy có thể thấy được, một người vì mục tiêu của mình mà cố gắng thì cũng chỉ đạt tới trình độ có hạn mà thôi. Mà cái thiên trong thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới là yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến con người,
đó mới là điểm mấu chốt để quyết định một việc thành hay bại. Một người bất kể là khi còn bé có lý tưởng gì, muốn làm kỹ sư, giáo sư, nhà khoa học cũng vậy, muốn làm họa sĩ, tác giả, nhà thơ thì cũng tốt. Đó chỉ là giấc mộng tốt đẹp anh ta muốn mà thôi. Cuối cùng an bài công việc cho anh ta lại là người khác, không phải anh ta muốn làm gì thì có thể làm đó. Mọi người trong cuộc sống chắc cũng thường xuyên thấu hiểu cảnh này. Việc muốn làm thì không được làm, việc không muốn làm thì làm mãi không hết. Cho nên con người khi còn sống không thể nào mà hài lòng hết được, đều là ở vào thế bị động, đều ở dưới sự tác động của thiên ý. Con người là một bộ phận trong thiên nhiên rộng lớn, vậy tất nhiên phải tuân theo quy luật tự nhiên. Vì để thu được càng nhiều của cải vật chất hơn nữa mà phá hủy hoàn cảnh tự nhiên, như thế là đang làm việc nghịch với ý trời. Kết quả chắc chắn là hạnh phúc sẽ ngày càng rời xa. Nhưng vì con người thường có quá nhiều dục vọng nên đã đánh mất đi phương hướng của bản thân mình. Cưỡng cầu mà không đúng, tất nhiên sẽ gặp phải ngăn trở và thất bại. Lịch sử phát triển của nhân loại là do thần an bài. Trong cuộc sống bất luận là việc gì cũng đều có thiên ý tồn tại. Biết thiên mệnh, thuận theo ý trời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, không mong cầu những thứ không thuộc về mình. Mọi sự cứ thuận theo tự nhiên, tâm thường biết ơn, như vậy nhất định sẽ thông dong tự được, cả đời ung dung tự tại. Cổ nhân dạy, thuận đạo trời thì hưng, nghịch đạo trời thì dong. Vậy trời là ai? Khuyết điểm, thành kính hướng về trời mà cầu nguyện. Có những lúc, để biểu đạt lòng thành tính và ý chí quyết tâm của mình, người xưa cũng hướng về phía trời mà lập lời thề nguyền thề ước. Vậy thiên là ai? Thiên trong văn hóa truyền thống không chỉ đơn thuần là khoảng không vũ trụ đối xứng với mặt đất, nơi con người sinh tồn. Trên thực tế, trong văn hóa truyền thống đem hết thảy những gì ở bên ngoài con người đều quy về là thiên. Những thứ vượt trên nhân trí trí tuệ của con người, nhân công sự khéo léo của con người, nhân lực sức người được gọi là thiên nhiên, thiên công, thiên thành. Người hiện đại gọi là tự nhiên. Thiên nhiên khứ điêu sức, ý nói những điều tự nhiên nhất. Xảo đoạt thiên công, ý nói những công việc cực kỳ khéo léo tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời. Hồn nhiên thiên thành, ý nói trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như trời. Đây là những điều thuộc về tự nhiên. Hết thảy tạo hóa của vũ trụ đều thuộc về thiên nhiên, thiên công và thiên thành. Thiên nhiên là sự phù hợp, vừa vặn nhất. Thiên công là sự khéo léo, xảo diệu nhất. Thiên thành là sự trọn vẹn, hoàn chỉnh nhất. Uy lực của trời là vô cùng vô tận. Tạo hóa của trời là huyền diệu khó lường, không gì có thể sánh bằng, cũng không gì có thể chống lại được. Vậy nên, con người kính sợ và tôn sùng trời là điều tất lẽ dĩ nhiên. Nhân tố ẩn giấu đằng sau trời là gì? Đạo gia giảng trên đầu ba thước có thần linh. Phật gia giảng có thiên nhân, người trời và thế giới thiên quốc. Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Phật trên thiên thượng nhiều không đếm xuể. Thần Phật có thể tạo ra con người, tạo ra vạn vật và sáng chế thế giới. Đạo gia Trung Quốc có truyền thuyết thần nữ oa vê đất nặng người, còn có truyền thuyết thần bàn cổ khai thiên lập địa. Hết thảy năng lực, trí huệ và cảnh giới của thần Phật đều vượt xa bội lần so với nhân loại. Thần Phật có thể làm được hết thảy những điều mà con người không thể làm được. Họ có thể làm chúa tể, cải biến hoàn cảnh sinh tồn của con người, quyết định vận mệnh của con người và xã hội nhân loại. Ý nguyện, ý chỉ của thần Phật chính là thiên ý.
mỗi một vị thần, vị Phật đều là một ông trời. Mỗi một vị thần, vị Phật đều có thế giới thiên quốc do tự mình chủ trì. Mỗi một vị thần, vị Phật đều là thiên chủ của con người do họ tạo ra. Vận mệnh của mỗi người đều do thần Phật an bài và cai quản. Đây gọi là thiên mệnh. Thiên mệnh là không thể trái và không thể thay đổi. Thiên hành hữu thường, bất di nghiêu tồn, bất di kiệt vong, ý nói đạo trời vận hành có quy luật nhất định, sẽ không thay đổi vì sự tồn tại của người có đạo đức cao như đế nghiêu hay những kẻ bạo chúa như vua kiệt. Vạn vật phải thuận theo thiên đạo mà hành. Thần Phật hành sự cũng là thuận theo pháp tắc và quy luật thống nhất của vũ trụ. Pháp tắc và quy luật này được gọi là thiên đạo, lẽ trời, đạo của trời. Trời là bất biến và đạo cũng là bất biến. Thiên đạo không thể chống lại, vậy nên thuận trời thì hưng thịnh mà nghịch trời thì tất sẽ vong. Hết thảy mọi thứ ở nhân gian đều nằm trong tay của thần Phật. Đó cũng là điều mà con người gọi là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Con người làm việc gì cũng nên quan sát thiên ý, tuân theo thiên đạo và thuận theo thiên thời. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tắc thì sự sẽ thành. Bởi vậy, con người làm việc nên cố gắng hết sức làm tròn bổn phận của mình và nghe theo thiên mệnh. Mưu trí của con người há có thể đấu với trời. Người định không bằng trời định. Con người có ngàn tính toán, ông trời chỉ có một tính toán mà thôi. Từ xưa đến nay, cố nhân khuyên rằng thiên ý cao khó hỏi, thiên cơ là không thể tiết lộ. Người đang làm, trời đang nhìn. Người nói thì thầm, ông trời nghe thấy rõ như tiếng sấm. Trong tối tăm mà làm việc trái thiên lý, mắt thần như điện, người sinh ra một niệm, ông trời đều biết hết. Hết thảy những gì con người nghĩ và làm, liệu có thể giấu được ông trời sao? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc. Thời điểm vừa đến thì hết thảy sẽ có báo ứng. Con người có người lương thiện, người gian dối, nhưng ông trời không lừa dối. Thiên lý là công bằng. Người vi phạm thiên lý tất sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đây là điều được gọi là trời phạt. Sức lực của con người quá nhỏ bé, sao có thể chống lại được trời? Cho nên, cái gọi là đấu với trời chẳng qua chỉ là một kiểu nói ngông cuồng của những người vô tri mà thôi. Trời là đấng tối cao mà con người nên phải kính sợ và phục tùng. Con người không biết lượng sức mình, đem trí tuệ thấp kém đấu với trời thì kết cục bi thảm tất sẽ giáng xuống thân. Lịch sử mấy ngàn năm của nhân loại đã chứng minh điều này, và lịch sử nhân loại tương lai cũng sẽ tiếp tục chứng minh điều này là đúng. Bài học khó nhất cuộc đời chính là biết sống thuận với tự nhiên. Đời người tựa như nước chảy, mây trôi, những thứ đã qua giống như nước đổ khó hốt. Điều chúng ta có chính là hiện tại. Hãy học cách chấp nhận hiện thực, bình thản thông dong sống với sự đời. Nhân sinh tựa như một hành trình leo lên ngọn núi cao, vô cùng treo leo và nguy hiểm, đặc biệt bất cứ lúc nào cũng có thể bị lầm đường lạc lối. Vì thế, những người muốn lên tới đỉnh cao thì thật sự cần phải có ánh sáng soi đường, dù chỉ một ngọn đèn, một đốm lửa nhỏ hoặc bất kỳ cái gì đó có thể mang lại ánh sáng. Người chỉ vì một chút huy hoàng trước mắt mà tự mãn thì lại càng khó thành công. Ngược lại, những người có thể lên đến đỉnh cao thường là những người thông dong, bản thân chỉ tìm kiếm sự tĩnh lặng. Sự nghiệp đối với họ là trách nhiệm và sứ mệnh. Người tĩnh tại, sau khi đã ba chìm bảy nổi, chứng kiến cảnh thế sự tranh đua thì hàm dưỡng mà họ có được sau những năm tháng cực khổ rèn luyện sẽ thể hiện xuất ra ngoài một cảnh giới bình thản thông dong,
tự do tự tại, không màng dinh nhục, tùy kỳ tự nhiên, ngoại cảnh tốt xấu gì cũng không thể tác động đến họ. Tỉnh tại khác với lạnh nhạt thờ ơ cũng không phải là tiêu cực. Nó là một loại bình hòa, một loại thanh thản, một loại nguyên tắc, một loại phẩm chất. Tỉnh tại là bình thản trước những được mất, bất động trước phồn hoa, khi suôn sẻ không tùy tiện, gặp trở ngại không tiêu trầm, điềm tĩnh như khói mây, vững chắc như bàn thạch. Tỉnh tại cũng bao gồm trong đó sự chất phát, bao dung, nhiệt huyết, hùng dũng và nghĩa khí. Trong xã hội cạnh tranh kịch liệt, ai cũng phải tìm một phương thức sinh tồn phù hợp, đáp ứng những nhu cầu của mình. Nhưng truy cầu lại như một loại chất kích thích, nó có thể khống chế bản thân. Sau những thỏa mãn tức thời là những tàn tích đáng sợ, nó có thể kéo một người xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. Triết gia phương Tây Mông Tên Nhờ từng nói, bài học cuộc đời khó nhất chính là hiểu được sống thuận theo tự nhiên. Tỉnh tại là cảnh giới không mong cầu, chính là thuận theo tự nhiên. Cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái không thuộc về mình thì có tranh giành cũng không được. Chỉ quan tâm tu dưỡng bản thân, nỗ lực hết mình trong mọi việc, tất cả còn lại là thuận theo tự nhiên.